Đến rạng sáng 17 tháng 11 2014, rất đông thân nhân của ông Võ Văn Hơn, 35 tuổi, nhà ở xã An Nhân Tây, quyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, vẫn tập trung tại bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi để chờ đưa thi thể ông Hơn về nhà mai táng. Đây là nạn nhân của một chiếc xe điên gây tai nạn. Theo thông tin ban đầu khoảng 15 giờ ngày 16 tháng 11, ông Hơn cùng con trai của mình là cháu Võ Thành Đạt 9 tuổi đi hái cây thuốc về uống. Hái xong, ông Hơn và cháu Đạt đi bộ sát lề đường Bến Đình, xã An Nhân Tây để về nhà. Khi chỉ còn cách nhà khoảng 300 mét, thì một chiếc ô tô hiệu Toyota Innova lưu thông trên đường Bến Đình hướng ra tỉnh Lộ 7, cùng chiều đã tông mạnh vào cha con ông Hơn. Nhiều người dân sống hai bên đường đã yêu cầu chiếc xe dừng lại, nhưng chiếc xe điên vẫn tiếp tục lao đi và tẩu thoát. Ông Hơn và cháu Đạt được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Củ Chi, nhưng ông Hơn đã chết ngay sau đó, cháu Đạt bị nứt hộp sọ và gãy tay. Nhiều người dân chứng kiến cho biết, trước khi tông vào cha con ông Hơn, chiếc xe màu bạc mang biển kiểm soát thành phố Hồ Chí Minh đó đã suýt tông vào nhiều người đi đường khác. Bác sĩ Nguyễn Minh Thành, giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Củ Chi cho biết, đây là vụ tai nạn thương tâm nên các bác sĩ của bệnh viện sẽ dốc hết sức để chữa trị cho cháu Đạt. Hiện sức khỏe của Đạt đang dần phục hồi và ổn định. Công an huyện Củ Chi tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.